Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện nay ở khu vực miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 9, tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết trên biển và đất liền trong những ngày tới rất phức tạp. Bà con cần theo dõi thường xuyên các thông tin dự báo thời tiết để có thể chủ động ứng phó. Đới gió đông nam ẩm phát triển từ độ cao 1.500 đến 5.000 m nên toàn miền Bắc có nắng gián đoạn. Trung du và đồng bằng oi và hơi nóng. Chỉ riêng Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La nhiều mây có mưa. Đến đêm ngày 17 thì Bắc Bộ sẽ có mưa dông quay trở lại, tăng cả về diện và lượng, nhiệt độ giảm thấp. Khu vực miền Trung trong hôm nay và hai ngày tới, trời sẽ nắng ráo, cục bộ một vài nơi có mưa vào chiều và tối, nhiệt độ từ 33 cho tới 35 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mưa dông xuất hiện rải rác ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nam Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý vào các vùng ngày và ngày. Mời quý vị cùng theo dõi.